Buổi sáng chờ anh em nha, buổi sáng mùi xuân, buổi sáng mùi xuân nha anh em. Tết rồi nha anh em, tết rồi. Đây anh em ở Đắk Lắk đây, là cài ghét cho anh em ở Đắk Lắk về sử dụng đây, để trễ cái bu cục cái vận chuyển không được nha. Anh em ở Đắk Lắk đây, anh em ở Đắk Lắk đây. À, anh em ở Đắk Lắk. Mời anh em Đắk Lắk vô xem nha. Đây. Tỉnh Đắk Lắk, anh em ở Đắk Lắk đây. Anh Công Phú ở Đắk Lắk đây. Ở đây em nhận phục hồi lồng đèn cho anh em nha, băng la ni lồng đèn cho anh em nha, cốt đồi lồng đèn của máy cài. Cốt đồi lồng đèn của máy cài nha. Anh em ở Đắk Lắk leo núi, leo đèo rất nhiều nha. Cái tình trạng này nó gửi rất nhiều, anh em nào có nhu cầu cứ gửi nha, cứ gửi cho Hoàng Mai nha. Đây, băng la ni anh em. À, anh em xem chưa? Anh em thấy băng la ni không? Wow, Hoàng Mai hân hạnh được phục vụ anh em nha. Ở đây em nhận phục hồi băng la ni cho anh em lồng đèn nha anh em. Anh em ở gần, ở xa, anh em cứ nhắn tin alo cho Hoàng Mai nha. Em nhận phục hồi qua đường bưu điện cho anh em nha.